thấy cô thiếu nữ dễ thương vô cùng luôn, dáng người thông thả trẻ trung, nụ cười thì tỏa nắng to bụng mắt nái à. Về nhà bên gót đi hai định thầm trong bụng đổ tài chú dê. Ơ này có em gì đó ơi, hồng dấu gì của em, tôi ở tuốt dưới quê, mấy khi có dịp lên thành phố tới đây, đèn xanh đèn đỏ chạy lanh quanh, trong bụng nửa mừng nửa lo không biết rồi đây tôi có về đúng nơi tìm. Mừng là gì gặp được cô đó rất xinh đẹp, lo là khở chạy dòng gió tan quắc, mắc cỡ hỏi đường chắc chút nữa tới ruộng lúa nhà tôi luôn. Nói không phải nịnh nghe, thấy cô phúc hậu dễ thương, ở đây chắc rành đường, xin chậm chân cho tôi hỏi thăm. Quen nắng dài mưa dầm, chạy một chút sợ nằm vô trong đồ bóng. Cổ trố bác hỏi, anh nói cái gì mà đồ bóng? Trời đất, khổ quá mạnh rồi. Cô này nhan sắc kim sa ca nặng, thấy cổ quên trước quên sau. Dạ, ý tôi là vào đồn đất, nhà thương đồn đất đó cô, nằm ở bên Gia Long cũ, bây giờ là bệnh viện Nhi Đồng 2. Ở về thì muốn kiếp trước hả? Thì mắc cỡ chính người đỡ đỡ khó khó lên vậy thôi chứ, chứ tôi vô đó làm gì? Nhìn tôi nghi ngại đủ lâu, rồi nàng cọc lóc một câu xanh nở. Hỏi gì? Hỏi lẽ làm ơn. Tôi còn chờ đơn ghét lời cọc lóc ngon hơn, nhưng vì cô ấy rất mơ mắt quyền, hầm hầm nhưng mà có duyên. Giả lại dù gì cũng lỡ trớ rồi, cái chọc tiền mình có mất đâu. Chút thôi anh chẳng hỏi lòng, con đường phía trước dài tôi liền hỏi tiếp, nếu được thì mình tới luôn. Rớt đài thấy chưa,
cặp nguyên đọc nắng bằng tim em đó anh đau đầu, thương ông tôi thấy phát rầu, ôm nhộn ôm nhanh bao lâu đầu hàng. Cảm ơn thăm hỏi đêm nàng, tôi còn chở búa né sang xin chào. Hãy subscribe.